Với người Việt mình đâu mà nghe nhạc Anh hoặc là nhạc Mỹ, nhạc Pháp, nhạc gì đó thì mình thường mình đâu có hiểu tiếng đâu, nhưng mà mình chỉ cảm nhận qua cái melody, tức là cái giai điệu cuốn hút hoặc là những cái bước đột phá của những cái thành viên trong ban nhạc đó, nó làm cho mình phấn khích. Chẳng hạn như là ở Dijkstra thì rất thích cái anh chàng gọi như là chơi guitar solo rất là hay, hầu như là họ biểu diễn một cách chuyên nghiệp. Ở đâu đó ở trong cái con người Việt Nam mình thì ai cũng yêu âm nhạc cả, mà người nào yêu âm nhạc thì người đó là trẻ ra. Chẳng hạn như là tôi vẫn yêu âm nhạc, mà yêu âm nhạc theo kiểu cách của tôi là tôi vẫn sôi động, vẫn thích sôi động, vẫn thích một cái gì đó nó bứt phá, nhưng mà điều quan trọng nhất nó là phải hay đó. Ở đây thì cái chuyện mà những cái bọn trẻ mà mua vé mà để đi coi cái bốn cô gái đó thì bình thường thôi, không có gì cả. Họ cảm nhận cái chuyện là chuyện của họ, nhưng mà xin nói là cái điều này là đừng thái quá. Đừng thái quá nghĩa là sao? Đừng thái quá là đừng có tác động lên những cái gì mà nó có tính cách giống như là nó quá mức, thí dụ như là khóc than rồi lại cái gì. Thì mình nói sơ sơ chứ biết được là những người nào mà nghe âm nhạc rồi mà đã phê mà cần sa để hiểu, tôi nói vậy là hiểu rồi. Ở trong cái cần sa đó nó có một cái loại ma túy đó, ma túy nhẹ thôi, cần sa mà bên này gọi là cỏ đó, thì hút vào thì nghe nhạc rất là hay. Tự nhiên các người con người đó họ cảm nhận cái rất là nhạc nó rất là hay. Cho nên vì cái chỗ đó cho nên ra họ phấn khích. Thì tao nghĩ những cái đứa mà nó khóc nó than nó la kia là thằng thường 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 họ vào đó đã hút ra cần sa, đã có cái tất dương tính vào và vào ma túy trong người rồi, cho nên họ làm những cái thái độ họ làm mất kiểm soát có vậy. Thì nó cái chuyện đó nó không thiếu gì bên Mỹ. Bên Mỹ hầu như hoặc là những các nước khác hoặc là những cái ban nhạc nổi danh khác thì hầu như tất cả những thành viên nó đều hút cần sa cả. Vậy hút cần sa hoặc là hút ma túy thì họ mới chưa feel được, feeling được. Nói một cách nó nôm na như vậy. Rồi còn mình xét về cái kỹ thuật nghệ thuật của một cái ban nhạc hoặc là thì các cô gái thì mình thấy họ tầm thường, quá sức tầm thường. Mình quá sức thấy họ tầm thường quá, họ không có kỹ năng gì cả, họ không có điêu luyện một cái gì cả. Họ mình nó khác, họ chỉ khoe thân thôi, nó thẳng như vậy. Họ những dáng đẹp rồi bận những cái đồ vũ đạo sexy, họ không có một cái chào Minh nha, chào Ba Đồng, họ không có một cái gì kỹ năng của tuyệt vời cả, họ không có một cái gì kỹ năng cá nhân hết trơn, chỉ có đứng đồng ca rồi múa may quay cuồng. Mình thấy nó nhố nhăng, mình thấy nó có vẻ lạnh nhạt. Mình xin giới thiệu sơ qua những cái chuyện mà những cái người, những cái ban nhạc nổi tiếng của thế giới. Mình không đánh đồng, mình không phải mình phê phán gì cả, nhưng mà mình chỉ nói là bọn trẻ bây giờ họ có cái nhận cảm nhận về âm nhạc nó mình thấy nó có vẻ sao thô thiển. Nó có nghĩa là họ không hiểu được cái mandarin hay là như thế nào. Thí dụ tôi cho bạn coi một cái thường thường thì nói cái vấn đề này phải có vấn đề coi như là phải chứng minh. Chứ còn mà nói suông thì nó kỳ kỳ phải không? Thì ở đây nó có một cái ban nhạc tên là ICDC của Úc mà nha, qua Argentina biểu diễn. Thì mình nghĩ cái Argentina thì làm sao biết tiếng Anh được, đúng thành ra đâu, bởi nhưng mà họ vẫn qua, và cái khán đài và cái vận động trường mà để mà chứa họ sức chứa khoảng 300.000 người. Nên việc chỗ đó thành ra cái chuyện mà khi mà một ban nhạc mà nổi tiếng trên thế giới mà họ họ, họ ưa chuộng và họ mến mộ đó thì cái chuyện đó nó không tránh khỏi. Và khi người ta đi ra đây á, thì đương nhiên là phải có rác rồi, đương nhiên là mà số lượng là phải ba bốn trăm hai ba trăm ngàn người, chứ nó không phải mấy chục ngàn người giống Việt Nam đâu, không đơn giản gì đâu. Bây giờ tôi chứng minh cho một cái bạn, để bạn coi ha, để chứng tỏ cho là đất nước mình đó, nó có gì đây, để từ từ rồi nói như vậy là các bạn hiểu là gì. Cái ban nhạc này qua Argentina thì khoảng 300.000 người, cái phân sân vận động đó kín người luôn, và có người chết, có người ngộp thở, có người xỉu, nhưng họ vẫn cuồng nhiệt về âm nhạc và họ cuồng nhiệt trong nhạc, nhưng không có ai lố lăng giống như người Việt Nam mình. Thì tôi nói lần đầu thì âm nhạc là không có biên giới, có nghĩa là đây đây ông này ông là bên Úc này thì nói tiếng Anh, nhưng mà qua Argentina thì họ nói tiếng bản xứ bản địa thì chắc chắn là ngôn ngữ không có bắt đầu, nhưng mà họ cuồng nhiệt. Và trên cái sân vận động chứa 300.000 người đó, họ đầy nhóc không có chỗ nào cả, và họ cuồng nhạc và họ búa mai theo cái điệu nhạc đó. Thì mình đừng có nói là tại làm sao mà mày không biết tiếng Hàn mà mày nghe, không phải vậy. Có nghĩa là mình người ta cảm
thì người ta thẩm thấu được cái vấn đề cái âm nhạc thôi. Nhưng mà mình cảm thấy là cái điều nó không đáng, nó không đáng, cái người Việt mình tổ chức cái ban nhạc nó không đáng, đại khái vậy. Những cái ban nhạc như Led Zeppelin đại khái vậy, để làm chi, để stress, để khái vậy thì không mời, mời toàn cái chiếc tào lao. Bởi vì ta, theo ta cảm nhận, cái đó chỉ là khoe thân thôi, không có chứng tỏ tài năng, không biết lít guitar, không biết quánh trống, không biết chơi accord, nói chung là không biết chơi không cho biết chơi piano, chỉ có đứng là múa may quay cuồng và khoe dáng thôi. Thậm chí là lòi ra những cái phụ tùng của phụ nữ, nó thấy nó phản cảm. Thứ nhất phản cảm, cái thứ hai nữa là họ không có chuyên nghiệp một cái gì cả, họ chuyên nghiệp cá nhân, ý tôi nói cái gì cá nhân, để hiểu chưa, không có lít guitar, không có uyển điệu, không có làm cho người ta điêu luyện những cái mà người ta phải thán phục. Chẳng hạn như Santana, các người hiểu rằng tất cả những cái ban nhạc mà tôi nói là hầu như là họ tứ danh rồi, họ những người đó họ đặc thù và họ có những cái tuyệt vời của cá nhân của họ. Santana gì nổi danh trên thế giới vì vì bộ trống, vì bộ cái với cái già cái bộ trống họ chơi trống thì khỏi nói là biết không, và họ trống thì mới có những cái vậy. Còn ngược lại thì các anh chàng này thì các cô gái này thì ra chỉ khoe thân thôi, và không vũ đạo và khoe thân, không có một cái gì gọi là kỹ năng cá nhân cả, không có tuyệt vời. Thì thay vì mời những ban nhạc mà để nó xứng tầm, để cho cái người hướng dẫn mà bọn trẻ nhà mình gọi này đi theo một cái thế nào là âm nhạc hay, thế nào là kỹ năng. Chẳng hạn như là thôi ta không muốn nói nhiều nữa, nhưng có cái điều đó ta thấy là cái này cái ban tổ chức á, họ mình không biết nói là sao, nhưng mà cái điều họ chấp nhận và Bộ Văn hóa Thông tin chấp nhận tiền mình miễn bàn, nhưng mình ít muốn nói là cái điều này có nghĩa là những cô gái này không có một con mẹ gì cả, không có một cái kỹ năng kỹ thuật cao gì hết trơn, cho nên vì chuyện đó mình thấy chán vô dụng. Và những người cuồng những anh chàng cô gái này ta thấy nó cũng phí, mặc dù âm nhạc là không biên giới, ta không trách bọn trẻ, nhưng mà mình thấy mình trách là trách cái ban tổ chức, có nghĩa là không hướng tới một cái gì đẹp đẽ cho dân đất nước mình cả. Nhưng mà nó khổ, nó ở đây nó cũng có, mình cũng nói như vậy thì mình phải nói là cái điều là các cô gái này tôi là lật lòng nữa chỉ có khoe thân thôi, một lần nữa là không có kỹ năng âm nhạc, Mandarin cũng không có gì cả, rồi ở trong kia hát nhạc chết giống như karaoke, các câu này hát nhái lại rồi xong búa may quay cuồng các cái vậy, bán nói thẳng là như vậy. Ông mình đây là mình không phải bán, còn chuyện mà tao nói á, đúng sai là cái chuyện mỗi người cảm nhận. Còn tao thì rõ ràng tất cả tao không trách ai cả, mà tao cũng không trách bọn trẻ này, bọn trẻ có quyền của họ, họ đờ đẫn cái chân trời mắt trợn ngược lên nó ngồi nó nghiệp dò giật 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 cho có cái nó ngồi một chỗ nó cũng giật nữa đó, là ấy tự học mà hút ma túy để nghe nhạc, nó thẳng lại như vậy. Thành ra nhưng mà họ không phân biệt được là đâu là hay đâu là dở, mặc dù là âm nhạc là không có biên giới, nó thẳng lại như vậy. Rồi tao hứa với mày là tao lên mà, trời ơi quỷ, có anh chàng là bộ đội này thủ phục viên là khó quá. Tại sao biết sao không, tao chờ đợi Hạo Nam rảnh rỗi chút xíu rồi hai ba bố cháu lên, hứa lên là lên mà đừng lo, mẹ chưa rủ đi đó. Thì hôm nay mình chỉ đã nói một cái vấn đề âm nhạc, cái này là định hướng cho các bọn trẻ nó nghe. Thì mình nói là cái điều một lần nữa là mình nói điều là mình đừng nên trách là cái chuyện mà tại làm sao mà hướng ngoại nhạc đó, mày biết con mẹ gì tiếng Hàn hay là mày nghe này kia, bình thường nó nói vậy là bởi vì mày phải hiểu là những cái cuộc thi piano của thế giới từ Việt Nam cho đến nước ngoài, tại là sao không thi piano những cái bài thương ca hoặc là những cái bài của Việt Nam mình đặt cổ hoặc là ngũ cung rồi, tại sao phải là bài Mozart, phải là Tchaikovsky nhạc cổ điển, tại làm sao vậy mà cái kia với ra đủ người đâu đó người Việt Nam đâu đúng không? Thì là vì đó nó thuộc về cái âm nhạc hàn lâm, nói gì vậy. Trình độ mình chưa tới thì mình không bàn tới cãi, và tao không nghĩa tao nói đây là cái ý kiến cá nhân của tao thôi. Ở đây tao muốn nói cái điều này là các con các cháu mà ngưỡng mộ những cái ban nhạc nước ngoài hoặc là những cái thuộc cái dạng mà thế giới đó, thì nên ngưỡng mộ cho nó đúng mà cho nó tầm cỡ, nó thẳng như vậy. Hễ không chơi thì thôi, chơi là chơi tới nóc, tao là vậy đó, hiểu không? Chứ không có cái màn mà kiểu mà cái mẹ trời ơi nó chơi vậy mà cũng đi mua vé coi, trời tay mày đồng tâm không thèm coi nữa. Thà ta coi đồ ICDC, The Beatles, PG, rồi xong là Led Zeppelin hoặc là xong đủ thứ, Pink Floyd, thí dụ vậy. Chấn động mà lên chơi thì Michael Jackson này cái đâu, ông có thèm nghe mấy cái thằng kia bởi vì nó chơi không được. Nói chung là làm sao mà nó có vũ đạo bằng Michael Jackson được đúng không, rồi làm sao mà tay ta nó lão luyện bằng cái thằng đúng Rolling Stone được, làm sao bằng được Eagle được,
làm sao chơi hay được bằng cái thằng chơi cái bài Holy Hotel California được, chơi được chơi tới nóc cho vậy đó. Đó là cái kiểu mà trời ơi, người ta nói một lần nữa, chỉ khoe thân thôi, không phải làm con mẹ cả. Bọn trẻ mình có nghĩa là định hướng một cách vu vơ, nó hẳn vậy. Bác cũng khuyên các con, các cháu mà nếu những ai xin lỗi các con, các cháu là mày sẽ chê tao. Ô, ông già không biết cái gì, ông biết ca bóp là cái gì đâu, ông đi khoe bán không. Tại các con chưa có tới, chơi là phải chơi tới, phải không? Con người có nghe thấy không? Mẹ nghe pin lo chơi không? Đâu, pin lo chơi là tuyệt vời. Việc gọi là cả thế giới đều rúng động mà cái chuyện hầu như tất cả đây là một cách đơn giản thôi. À, các con lâu lắm rồi các con sẽ biết là cái thằng Scorpion không? Đó không? Rolling rồi cái bài Still Loving You đó. Trời ơi, thấy chưa? Sao mời nó qua? Thôi, chỉ vài lời mình chỉ làm cái lại ngắn đi rồi chơi đâu có ai phê bình âm nhạc thì cứ lên ngồi chơi, mời nó lên đây ngồi đàm luận cho bậy bạ chơi thì nó khoai. Ở đây bắt các con các cháu mà học sinh hoặc là đứa người mà mê K-pop của Hàn Quốc á, bắt nó một câu vậy, không chơi thì thôi, chơi phải chơi tới bến. Có nghĩa là phải chọn một cái gì đó thần tượng, cái gì đó thậm chí một cái gì đó nó phải có tính cách là coi như nó phải memory nó có phải là tuyệt kìa. Chứ còn đừng có chơi kiểu mà vậy mà mình phải nói vậy. Nói một lần nữa, các cô này chỉ khoe thân thôi, chẳng có tài nghệ con mẹ gì cả. Nói rồi, nói vậy thôi. Ok, để chấm dứt cái vấn đề bà ta.